chào tất cả quý cô bác, các anh chị, các bạn. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại kênh Nga Võ Illinois. Lời đầu tiên, Nga Kính xin gửi lời thăm sức khỏe đến tất cả quý vị và gia đình. Hôm nay là sáng sớm ngày 11 tháng 10, 2020, Chủ nhật. Nga Kính chúc tất cả quý vị có giây phút vui vẻ bên gia đình và người thân. Trong cái video này, Nga Kính xin chia sẻ những điều như sau. Cố vấn tài chính tổng thống, nói về 2.200 tỷ đô la sáng sớm hôm nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 10, 2020. Nga sẽ chia sẻ chi tiết và những phản hồi từ những người Mỹ như thế nào. Dùng tiền PPP 17,3 triệu đô la mua nhà xe sang và chuyển tiền ra nước ngoài. Cái câu chuyện này rất là ly kỳ. Nga xin chia sẻ tất cả các anh chị, ha các cô, các chú theo dõi. Và sau đó thì Nga xin được phép trả lời hỏi và đáp tiền thất nghiệp. Nga kính mời tất cả quý vị theo dõi các phần chi tiết sau đây. Và Nga cũng xin được một phút. Nga kính mời tất cả các cô, chú, anh chị, các bạn. Nếu như mà ai lần đầu tiên ghé kênh Nga Võ Illinois thì vui lòng nhấn nút subscribe, đăng ký hoàn toàn miễn phí để mà các anh chị, cô chú có thể theo dõi những cái video kế tiếp của Nga. Đồng thời ủng hộ Nga, nhấn like, nhấn share để ủng hộ kênh, ủng hộ Nga. Nga cảm ơn rất là nhiều. Đây là hình ảnh ông Stephen Moore, một nhà kinh tế và cố vấn của Tổng thống. Ông đã nói như thế nào vì có số tiền 2.200 tỷ. Ông Stephen Moore là một nhà kinh tế và cố vấn của Tổng thống. Cho biết là ông không nghĩ rằng là đất nước là cần một cái gói kích thích trị giá là 2.200 tỷ đô la để mà phục hồi cái nền kinh tế từ đại dịch thì theo như ông nói rằng là cái dự đoán rằng là cái tăng trưởng sẽ được xảy ra một cách tự nhiên. Dạ Nga cũng xin dịch qua những cái lời mà ông nói là trong cái cuộc phỏng vấn trên đài radio sáng nay là Chủ nhật sáng sớm là ngày 11 tháng 10 2020 thì ông Steven có nói rằng cái nền kinh tế thật sự đang là có cái dấu hiệu là khởi sắc. Ông nói rằng là tôi không quan tâm báo chí nói gì. Ông nói như vậy hôm nay là Chủ nhật và ông nói là tôi thấy những cái con số là thực sự mạnh mẽ là sẽ đến trong cái quý thứ ba Tất nhiên quý thứ ba là từ tháng 7, 8, tháng 9 dạ. Mức cái tăng trưởng là 30% đến là 35% Ông cho rằng là phá vỡ cái kỷ lục của mọi thời đại Về cái mức tăng trưởng trong cái một cái quý như vậy là 3 tháng Tại cái thời điểm này thì ông nói rằng tôi không chắc là chúng ta là cần một cái dự luật kích thích là trị giá 2.000 tỷ đô la. Ông nói như vậy. Tôi nghĩ rằng là cái quý tháng 4 là sẽ mạnh hơn cái quý tháng 3. Tất nhiên là ông nói là từ tháng 10, tháng 11, tháng 12, tại cái quý cuối cùng của năm là sẽ mạnh mẽ hơn cái quý là tháng 3. Nga xin dịch phạt tóm lược sơ qua cái hành trình mà trong cái cuộc đàm phán như sau thì vào đầu tháng thì như các anh chị biết là các bên à, phía hạ viện thì đã thông qua cái gói kích thích là trị giá là 2.200 tỷ đô la trong cái bối cảnh là các cuộc đàm phán giữa bên là dân chủ và tòa nhà trắng là bị đình trệ và cái mức giá là 2.200 tỷ đô la 2.200 tỷ đô la là thấp hơn so với cái dự luật kích thích là 3.000 tỷ đô la mà bên Hạ viện đã thông qua hôm là tháng 5. Thì bên Thượng viện là đã đưa ra một cái dự luật là khoảng là 1.100 tỷ đô la vào hôm cuối tháng 7. Thì sau đó thì ngay lập tức là bên Hạ viện là bác bỏ cái điều này và cho nó nói rằng là không có đủ để giải quyết các tác động kinh tế và về cái sức khỏe là do cái coronavirus gây ra và cái nhận xét đó thì được ra đưa ra là trong cái bối cảnh là các cuộc đàm phán về cái một cái thỏa thuận kích thích là giữa hạ viện là bà Nancy Pelosi và ông bộ trưởng bộ tài Chánh ông Stephen Mnuchin thì bên phía tòa bạch ốc đã đưa ra một cái dự luật kích thích là trị giá là 1.600 tỷ đô la trong cái những cái tuần gần đây như các anh chị đã biết nhưng mà phía bên à, cộng hòa thì ở thượng viện thì tỏ ra là lạnh nhạt với cái ý tưởng này thì sau đó thì tổng thống đã đưa ra đã tăng lên cái mức là 1.800 tỷ đô la thì nhưng mà trong cái đầu tuần này thì tổng thống đã là ra lệnh là ngưng ngưng cái việc là đàm phán và sau đó đó thì như các anh chị đã biết là chứng khoán đã lao dốc và cũng chung một cái ngày đó thì tổng thống đã đưa ra cái mức giá là 1.800 tỷ đô la. Và nếu như mà cái giá đó 1.800 tỷ đô la chưa có được thì người ta đưa lên trên cái giá đó thì điều gì, điều lo ngại gì sẽ xảy ra. Đây là cái thông tin nghe xin chia sẻ. Và người ta cũng có nói trong đây là nghe dịch sơ qua là bên phía Cộng hòa là dường như là được thiết lập ở cái mức là giá cuối cùng là dưới 2.000 tỷ đô la thôi. Tại vì theo như là ông chủ tịch thượng viện là ông Mitch McConnell đã là lưu ý rằng nếu như mà cái chi phí mà cao á thì sẽ ngăn cản phía bên những người mà cộng hòa sẽ bỏ phiếu cho cái dự luật. Tại vì là người ta lo ngại là vì cái việc là thâm hụt quốc gia đang tăng cao và cái chiến dịch là tái bầu cử. Và đây là cái con số là thất nghiệp hiện tại của cái tuần này của cái tháng này và người ta đã so sánh với cái cuộc là khủng hoảng năm 1982 thì Nga xin dịch sơ qua. Áp lực vẫn là ở mức cao đối với các nhà là lập pháp trong cái việc là đạt được một cái thỏa thuận nhằm giúp cái nền kinh tế vẫn còn trì trệ phục hồi nhanh hơn sau cái cuộc suy thoái do corona virus gây ra. Cái số đơn thất nghiệp đó là không được làm Tất nhiên là cái số đơn thất nghiệp Của cái tuần này các con chị là tăng lên Là 5.312 Là lên cái tổng con số là 804.307 Trong cái đơn của cái tháng này Như vậy người ta có nói rằng là Trong khi mà cái thất nghiệp Là đã giảm từ cái mức Mức cao là ngất ngưỡng trước Cho thấy vào cái đầu năm nay Thì trong đó người ta cũng có nói rằng Là lúc cái cuộc khủng hoảng lớn là tháng 10 năm 1982 thì có con số là 695.000 đơn thất nghiệp nhưng mà hiện tại so với cái đại dịch hiện tại này thì có con số cao hơn là khoảng gần là 200.000 cái đơn như vậy là cái cuộc đại dịch này hiện tại cho tới hiện tại bây giờ của cái tháng này là của cái năm này á thì là cao hơn so với cái mức là tháng 10 năm 1982 là một cuộc khủng hoảng lớn. Dạ. dạ, đó là cái thông tin mới nhất hôm nay là chủ nhật ngày 11 tháng 10 về cái số tiền là 2.200 tỷ và 1.800 tỷ đô la. Tiếng nói từ tòa bạch ốc đã cập nhật, đã chia sẻ hôm nay và Nga cũng chia sẻ rằng là trong đó là cái lúc mà Nga đọc, Nga xem được cái thông tin này á thì Nga đã thấy là một đây là một cái tờ báo uy tín các anh chị và trong là phỏng vấn trên cái đài radio á và đây là một cái thông tin mà Nga thấy là Nga cũng tò mò, Nga thấy là lúc hiện hồi sáng sớm này Nga xem á là 34 người đã vào chia sẻ và có gần hai có gần 500 người đã vào bình luận chia sẻ trong đó và đa số là người Mỹ người ta đã phản đối và Nga cũng kính mời các anh chị cô chú bác chia sẻ dưới cái phần bình luận để mà cùng nhau mà tìm hiểu thêm à, biết được những cái giống như là cái quan điểm của mọi mỗi người khác nhau thì Nga cũng rất là mong muốn các anh chị chia sẻ dưới cái phần à, video nha Cảm ơn rất là nhiều và sau đây và tiếp ngay sau đây thì Nga chia sẻ cái phần là cái câu chuyện về một người là mượn cái số tiền PPP là tới 17,3 triệu đô la và đã dùng mua nhà, mua xe sang rồi chi tiêu rồi chuyển tiền ra nước ngoài nó thấy rất là ly kỳ cho nên là nga càng đọc càng nó thấy rất là tò mò cho nên là nga cũng là kính xin chia sẻ với tất cả cô chú anh chị sáng nay ha một người đàn ông bị buộc tội là lừa đảo 17 triệu đô la tiền PPP để mà mua xe hơi và nhà sang trọng. Trong một cái bản cáo trạng liên bang cho biết là người đàn ông này đã mua một chiếc Bentley và Corvette và chuyển hàng triệu đô la ra nước ngoài. Là có hơn là 5,2 triệu là các khoản vay đã được phê duyệt trên toàn bộ nước Mỹ. Thì trong đây thì Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các cái doanh nghiệp ở Texas ở tiểu bang Texas là đã được phê duyệt là cho cái khoản tài trợ là khoảng là hơn 41 tỷ đô la nhằm cái mục đích là cho các doanh nghiệp là có là 50 500 nhân viên trở xuống. Và theo cái bản cáo trạng thì cho biết là một người đàn ông thực sự là đã nhận là 17,3 triệu đô la và sử dụng cái số tiền này vào là nhiều căn nhà chuyển khoản quốc tế và mua một chiếc Bentley mua trần đời 2020, một chiếc xe sang thường được bán với giá là khoảng là 240 000 đô Mỹ. Và cái câu chuyện này là xảy ra ở tiểu bang Thác Sịch ở Mỹ. Là người đàn ông là bị truy tố là ba tội danh dân lận. Đó là thứ nhất là chuyển tiền nè. Tội danh là gian lận ngân hàng. Và cái tội danh là rửa tiền. Và một số cộng sự và thành viên gia đình là được giấu tên khác là cũng được là đề cập trong cái bản cáo trạng này. Và cái hồ sơ công khai và tài liệu của tòa án là cho thấy người đàn ông này và vợ là mua là 5 căn nhà ở Coppell bắt đầu là từ ngày 5 tháng 8 và kết thúc là chỉ vài ngày trước khi mà bị bắt. Những cái ngôi nhà này là được định giá là từ là 288.280 đô la cho đến là 449.800 đô la. Theo cái hồ sơ là thuế là bất động sản và niêm yết ở quận Dallas. Nói như vậy. Người đàn ông cũng sở hữu hai căn nhà ở California và một căn nhà khác ở Coppell được mua trước năm 2020. Những cái tài sản đó là đã bị cơ quan pháp luật là thu giữ cùng với là năm chiếc ô tô là bao gồm là một chiếc là Bentley Continental mui trần đời 2020 và một chiếc là Porsche Macan là 2015 và một chiếc là Chevrolet Corvette đời 2020 và một chiếc là Cadillac là đời 2020. Và người đàn ông này là trước đây á, là khi mà sống ở California đó thì đã nộp đơn là phá sản vào năm 2003 và 2013 theo cái hồ sơ của tòa án nói như vậy. Dạ Nga cũng không hiểu sao mà người đàn ông này là được là approve là được chấp thuận được vay được cái số tiền lớn như vậy phải không các anh chị. Dạ tiếp theo cái bản cáo trạng là cho thấy là cái sự tham lam của cái người đàn ông này là đáng hổ thẹn đó là một cái tuyên bố từ cái đặc vụ phụ trách của văn phòng Dallas ở Thác Sịch, một cái của cái đơn vị điều tra tội phạm của IRS cho biết. Và cũng từ cái đặc vụ phụ trách này cho biết là ông đã sử dụng cái số tiền PPP như là một cái con heo đất cá nhân của riêng mình coi cái bản thân không chỉ là hàng triệu đồng tiền mặt mà còn một số cái phương tiện và tài sản là sang trọng tất cả khi mà các chủ doanh nghiệp nhỏ là hợp pháp ở Hoa Kỳ là cố gắng là tìm cách đưa thức ăn lên bàn của họ và để đảm bảo là nhân viên của họ là được trả lương. Thì các nhà chức trách đã, đã có thể là thu hồi là khoảng là 6,5 triệu đô la từ người đàn ông này cùng với xe cộ và nhà cửa của ông. Dạ, đó là câu chuyện về cái số tiền PPP mà dân luận mà Nga thấy là nhiều rất là báo chí đưa tin là nhiều người là bị đã phạm và đã bị bắt Mà không hiểu sao là người này cũng là tới cái giờ phút là từ tháng 8 là vẫn còn là tiếp tục là gây ra cái trường hợp này nhưng Nga thấy là ly kỳ và Nga cũng không hiểu sao nữa Cho nên là Nga kính xin chia sẻ đến tất cả quý vị để mà thêm một cái thông tin về cái chương trình PPP Và ngay sau đây thì Nga xin chia sẻ là cái một câu hỏi về tiền thất nghiệp. Dạ có một anh từ California EDD anh có nói rằng anh đã nhận cái số tiền 300 trong 3 tuần và người ta cũng nói rằng là cái um, anh bị zero balance cho nên là anh bị cái số tiền là không á không đồng còn lại là không đồng á cho nên là anh không có đủ điều kiện nhận tiếp cái uh, tuần 4 5 6 nữa. Như vậy là Nga cũng xin thưa với anh rằng là anh kiểm tra email mail hoặc là cái tin nhắn thử là anh có nhận được cái thông tin mà người ta gia hạn hay không thì về vì khi mà anh hết hạn là bên ITD gửi thông tin cho anh để anh gia hạn và nga cũng xin thưa rằng là theo là UI á, thì là hiện tại là được 59 tuần và PUA là được 46 tuần cho nên là Nga cũng là mong anh là may mắn trong quá trình là nhận tiếp tiền thất nghiệp và Nga cũng chúc anh là may mắn và Nga cũng cảm ơn anh đã câu hỏi ha. Nga cũng xin chân thành tri ân tất cả các cô chú, các bác, các anh chị và các bạn đã ủng hộ Nga. Nga cảm ơn rất rất là nhiều. Nếu như mà ai chưa đăng ký kênh thì vui lòng nhấn nút subscribe, đăng ký hoàn toàn miễn phí và nhấn chuông để mà nhận thông báo video mới nhất của Nga. Nhấn like, nhấn share để ủng hộ kênh, ủng hộ Nga. Nga cảm ơn rất là nhiều. Nga kính chúc tất cả quý vị, người quen lẫn không quen, nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều an vui trong cuộc sống. Và Nga xin hẹn tất cả quý vị trong những cái video tiếp theo. Nếu đi làm lại thì hết sức cẩn thận nga cảm ơn rất là nhiều tay nào